tiên của bộ phim Trung Quốc. Và hôm nay hơi thiếu dân số một chút để mọi người xem việc, nhưng mà tụi mình rất rất cố gắng để mỗi ngày đều để gặp mọi người ở các buổi xem phim tiếp theo. Để nhà hơn được, ok. Hai nữa ạ. À. Bốn chân. Đi vô nha. Nhanh lên. Dạ, một chàng trai có một cái nụ hôn. Rồi là cái sáng bên ta. Đó chính là Hia. Dạ, một nhân vật không thể thiếu đó chính là cái gấu. Hey, back.